trong đêm nay đã có chút thời gian công việc bận mải của mình trở về đây để tham dự cũng như là chúc mừng cho chương trình. Và kính thưa quý vị, và trong đêm nay thì các câu lạc bộ sẽ mang đến hai tiết mục, mỗi đơn vị sẽ mang đến hai tiết mục để gửi tặng tới quý vị. Và chương trình của chúng ta dự kiến là có thể kéo dài đến 11 giờ đêm nay. Rất mong là tất cả bà con nhân dân chúng ta hãy cùng lắng lại và cùng cổ vũ cho tất cả các ba cô gái xinh đẹp của chúng ta trong đêm nay được không ạ? Xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn các cô gái đến từ tổ dân phố số 2.